Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay trở lại để test em Mavic Air này với tầm xa khoảng vài trăm mét, sau đó mình sẽ ngắt tay điều khiển để kiểm tra tính năng an toàn xem em ấy có tự quay về không. Mình sẽ cho máy bay bay đến tượng của Đinh Tiên Hoàng Đế. Mình sẽ quay một vài cảnh xung quanh của ngài và sau đó mình sẽ tắt tay điều khiển. Đấy là phần thú vị nhất của video này. Ok, mình sẽ cài đặt tiếp. Thì trong quãng đường đi mình đã khảo sát thì không có một cái chướng ngại vật nào, mình sẽ để tầm cao thấp hơn 50m. Thì khi mất tín hiệu máy bay sẽ bay đến cái độ cao 50m, sau đó nó sẽ quay trở về đúng cái điểm home point này. Ok, tất cả cài đặt đã xong, mình sẽ cho em nó bay đến khu vực đó. Mình chuẩn bị cất cánh này. 3, 2, 1. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Như bạn thấy, khu vực quảng trường là khu vực giao lưu văn hóa của người dân Ninh Bình. Về buổi tối thì ở đây rất là đông vui và tấp nập. Mọi người thường có những giờ phút giải trí và thư giãn tại khu vực quảng trường. Hiện tại thì đang giờ làm việc cho nên là ở đây khá là vắng. Mình sẽ thực hiện chuyến bay trong cái giờ này thì để cho an toàn. Như các bạn đã thấy thì phía trước là bức tượng Đinh Tiên Hoàng Đế có trọng lượng 100 tấn, phần bệ đá cao 10m và phần tượng chính thì cao 9,9m. Đây, bức tượng rất là hoành tráng, mỗi lần đến đây mình đều có một cảm xúc gì đấy. Mình sẽ cho máy bay tiến lại gần của phần chính của quảng trường. Đây chính là phần trung tâm, phần chính của quảng trường. Thì tượng đài Đinh Tiên Hoàng, vua Đinh Tiên Hoàng thì lưng quay về quốc lộ 1A Ninh Bình. Phía bên phải của vua Đinh Tiên Hoàng đây là phía bên phải tính về hướng chúng ta đang nhìn đấy là các vị quan văn, và bên trái là quan võ. Có dịp các bạn đến Ninh Bình thì đây là một địa điểm rất là đẹp để các bạn có thể nghỉ ngơi hoặc là vào khám phá thêm một chút về tượng. Đây phần chính của tượng. Bây giờ mình sẽ cho máy bay lại gần tượng hơn. Sau đó thì mình vẫn bật chế độ quay phim này. Bây giờ chính thức mình sẽ tắt tay điều khiển để xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé các bạn nhé. Để xem nó có bay về đúng cái điểm home point ban đầu không. Mình sẽ tắt đây. Đây là lần đầu tiên mình làm chuyện đấy. Ok, 3, 2, 1, mình tắt điều khiển nhá. Mình sẽ tắt tay khiển và mình sẽ không tác động gì vào đây nhé. Bạn nhìn nhé, mình đã tắt, chính thức mất liên lạc máy bay. Và mình sẽ đứng đây để chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, liệu em nó có về không nhé. Xem 20 triệu lơ lửng trên bầu trời nó có quay trở về với mình không. Các bạn xem cùng mình nhá.
Đây thì mình sẽ không tác động gì vào nha. Đấy, thì không tác động gì vào, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Xem nó có quay về đúng theo khuyến cáo của DJI là khi mất sóng nó sẽ quay về an toàn không. Hoặc trong một cái điều kiện khác, ví dụ như là tay điều khiển của bạn hết sạch pin, hoặc là bạn đang dùng tay khiển nhưng bạn không sử dụng cái vòng cổ này như mình, nó rơi xuống nước chẳng hạn, qua lúc đấy bạn mất đi cái tay điều khiển thì bạn sẽ không muốn mình mất thêm cái máy bay nữa. Bay lâu mình chưa thấy gì, không biết là liệu em nó có quay về không. Về cái phần vòng cổ này thì mình tìm ở trên mạng, mua ở bên Trung Quốc đặt về rất là lâu và nó cũng hết hàng rồi. Thì đây là mình tự chế cái vòng cổ này chỉ có 10.000 thôi. Nếu các bạn quan tâm thì để comment bên dưới, mình sẽ làm một clip để nói về việc làm điều khiển. Mình nghe thấy tiếng em nó rồi. Để xem nó có hạ đúng ở vị trí không nhá. Nó đã đến rồi. Các bạn ạ, quả thực là đây là một con drone rất thông minh. Nó đã tự quay trở lại vị trí sau khi mất tín hiệu với tay điều khiển, thì không hề tác động gì vào. Tuy nhiên ở chế độ này máy bay sẽ hạ cánh cũng như di chuyển rất là chậm. Nó là chế độ tự động mà, không giống như chế độ chúng ta tự về bằng tay. Các bạn nhìn nhá, em nó đang chuẩn bị hạ cánh rồi. Các bạn nhìn thấy cái khiển này không? Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, em ấy đã hạ cánh đúng ở cái vị trí mà mình cất cánh vừa nãy. Cho nên sau này khi mà thực hiện các chuyến bay thì các bạn cứ yên tâm là em nó sẽ quay trở lại đúng vị trí sau khi đã mất liên lạc với tay điều khiển. Thì hôm nay mình đã thực hiện xong bài test ngắt tay điều khiển khi máy bay đang bay thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thì kết luận của mình là nó vẫn quay trở lại an toàn, nên các bạn cứ yên tâm đi. Các bạn phải đảm bảo cho cái lúc mất kết nối em nó còn pin thì em nó chắc chắn sẽ quay trở lại. Ok, mình là Pilot Monster. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì các bạn để lại một like và subscribe. Nếu các bạn không thích video thì các bạn hãy ấn vào unlike 2 lần. Nhớ cho mình nhé, ấn unlike 2 lần. Chào các bạn.